Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Nhân phẩm tốt, vào làm ván cờ. Nhân phẩm tệ, cũng là ván cờ. Chơi ngay chơi ngay, chơi kém chơi hay. Tay nhanh hơn nào nó nhanh hơn tay cũng là ván cờ. Bước vào đây muốn thi chiến mà tích thì chiều. Sát thương phải chuẩn, dân chơi mà tập cung thích nói nhiều. Mày vẫn chưa từng thấy lửa hỏa ngục đang tỏa ra khắp ván. Ván cờ này bùng cháy, không khoan nhượng đây chính là hắc ám. Dù cùng đến đâu thì cũng phải tránh sang đè bẹp mọi thứ cứ như là chuồng kiến. Không sợ mất mạng đôi quân này đánh lan vang khắp chiến trường với danh là cuồng chiến. Nhưng chiến công dường như là không đủ, chưa dừng lại chờ đến khi hoàn thiện. Củng cố đội hình và tăng cả công thủ khoa học sát cánh để hỗ trợ toàn diện. Phát sư cho mày tạch nhanh, xả vài chiêu chết cả bầy mana như cơm thạch xanh. Vì cứ dùng hết lại đầy, không màu mè hay thêm bớt mấy con gà không nên hót. Phù thủy tường hóa mọi kỹ năng, đưa cả team đi lên top. Nhân phẩm tốt, vào làm ván cờ. Nhân phẩm tệ, cũng là ván cờ. Chơi ngay chơi ngay, chơi kém chơi hay. Tay nhanh hơn nào nó nhanh hơn tay cũng là ván cờ. Nhân phẩm tốt, vào làm ván cờ. Nhân phẩm tệ, cũng là ván cờ. Chơi ngay chơi ngay, chơi kém chơi hay. Tay nhanh hơn nào nó nhanh hơn tay cũng là ván cờ. Không một ai giữ chân, mặc quân số và cứ cân. Một người nằm xuống và tất cả đi lên, đây chính là thú nhân. Không bao giờ phải cố vào vai, không quan tâm chuyện đúng và sai. Đừng để phải cáu với một khi đã máu thì đừng hỏi nguyên tố là ai. Sáng như là minh tinh, không thể sao chép dù còn diễn đóng thế. Đừng có linh tinh với các tinh linh, làm sao ngăn cản khi đã miễn khống chế. Không có chỗ nào chung nữa đàn ba hoa, tất cả nguy hiểm bị đầy dân ra xa. Sẵn sàng hiến thân và lao vào chiến trận, gọi cho bản thân nếu mà cần mana. Làm chủ ván cờ như một vị thánh, thằng nào mà tránh sẽ bị cắt phăng. Thánh đâu xuất hiện, chúng mày mất điện, không cho mày đánh và tất cả tắt văn. Dẹp hết luôn cả về cái nước bô, cả mấy thằng danh thích nói chuyện bướng vào làm ván cờ đến đây và solo để xem rằng ai mới đúng là kiện tướng. Nhân phẩm tốt, vào làm ván cờ. Nhân phẩm tệ, cũng là ván cờ. Chơi ngay chơi ngay, chơi kém chơi hay. Tay nhanh hơn nào nó nhanh hơn tay cũng là ván cờ. Nhân phẩm tốt, vào làm ván cờ. Nhân phẩm tệ, cũng là ván cờ. Chơi ngay chơi ngay, chơi kém chơi hay. Tay nhanh hơn nào nó nhanh hơn tay cũng là ván cờ. I'm not going to do it.